Công nương Kelly Grace là một gương mặt đặc biệt trong số 15 mỹ nhân được xem là biểu tượng sắc đẹp Hollywood của thế kỷ 20. Bên cạnh những minh tinh màng bạc như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 5 năm với khoảng 10 bộ phim. Nhưng những gì công chúng nhớ về Grace Kelly không chỉ là nhan sắc hay thành tựu sự nghiệp của cô, mà còn cả cuộc sống xa hoa nhưng thiếu tự do của công nương Monaco và cái chết thương tâm khiến nhiều người thương tiếc. Nàng tiểu thư kiêu sa tỏa sáng tại Hollywood. Ngay từ khi chào đời, cô đã có được một cuộc đời nhung lụa và may mắn, được hưởng nền giáo dục tử tế. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có khi bố là triệu phú và mẹ có xuất thân từ gia đình vương tôn quý tộc. Chính xuất thân giàu có này đã đem tới cho Kelly Grace khoản hồi môn kỷ lục thời điểm đó, lên đến 2 triệu USD, tương đương 32 tỷ đồng. Grace từng học theo tại tu viện. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thừa hưởng tổ chức nghệ sĩ từ người bác ruột nên đã quyết tâm bỏ dở việc học hành để theo đuổi đam mê điện ảnh. Chính bởi vì lý do này mà Grace xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với cha ruột. Bố của nữ diễn viên nói rằng nghe diễn viên chỉ hơn gái mại dâm một chút, thậm chí Kelly còn suýt bị gia đình từ mặt khi đi thử giọng ở Học viện Kịch nghệ Hoa Kỳ tại New York. Ngay từ khi lần đầu thử giọng, người đẹp ngay lập tức tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong mắt các đạo diễn bấy giờ. Vậy là bất chấp sự can ngăn của cha mẹ, Grace Kelly dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh. Với vẻ đẹp thanh lịch, kiêu sa, thành công đến với Grace Kelly rất nhanh. Chỉ sau 4 năm bén duyên với điện ảnh, bà đã xuất sắc giành giải Oscar ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn đỉnh cao trong bộ phim The Country Girls. Bên cạnh đó, Grace còn xuất sắc đạt giải quả cầu vàng cho vai nữ phụ trong phim điện ảnh Mogambo. Ngoài hình xinh đẹp, gu thời trang nền nã, tinh tế và khả năng diễn xuất không thể chê vào đâu đã nhanh chóng thúc đẩy tên tuổi của Grace Kelly lên thành tượng đài nhan sắc không thể lật đổ của Hollywood. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Grace Kelly đã trở thành ngôi sao sáng giá bậc nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood. Vẻ đẹp thuần khiết và tài năng diễn xuất đã khiến Grace Kelly được rất nhiều người theo đuổi, bao gồm cả những diễn viên thượng hạng thời bấy giờ. Ngày đó, đẳng cấp của Kelly sánh ngang với cái tên của thời đại như Marilyn Monroe hay Elizabeth Taylor. Vì điều này, chính con người bà trở thành thần tượng của không biết bao người phụ nữ trên khắp nước Mỹ. Cuộc sống của bà cũng luôn bao quanh bởi những ánh hào quang sáng láng. Từ bỏ sự nghiệp lừng lẫy để làm con dâu hoàng gia. Bên cạnh sự nghiệp tỏa sáng và thăng hoa không ngừng, Grace vẫn luôn giữ lập trường vững vàng ở cuộc sống đời tư. Mặc cho những nữ đồng nghiệp khác vẫn bay cao cùng những cuộc tình tuy chóng vắng, tốn bao giấy mực của báo chí, chỉ riêng Grace Kelly vẫn lẻ bóng một mình, khước từ mọi đối tượng muốn tiến tới làm quen. Ngoài ra, còn một lý do khác quan trọng không kém, chính là nữ diễn viên nổi tiếng không hề có quyền quyết định chuyện hôn nhân của chính mình. Khi hồi tưởng lại đêm trao giải Oscar năm 1954, Grace chia sẻ, cảm giác mình lạc lõng trong đêm trao giải trước một khán phòng bao la, chật kín người thật đáng sợ. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy đơn độc trong đêm ấy. Lần đầu tiên, Grace gặp chồng tương lai là vào năm 1955 tại Liên hoan phim Cannes, Pháp. Bức ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ minh tinh và thái tử Monaco đã chém chệ trên trang nhất của hàng loạt tạp chí danh tiếng với tiêu đề đi vào huyền thoại. Cái bắt tay mỹ nhân Grace Kelly và hoàng thân công quốc Monica Rainier bà. Nửa năm sau, thái tử Monaco khiến công chúng ngỡ ngàng khi thể hiện rõ ràng quan điểm và động thái quay lại Mỹ ra mắt cha mẹ Grace. Khỏi phải nói, bậc phụ huynh vui như thế nào khi có được cậu con rể quyền lực ngất trời. Lễ thành hôn diễn ra vào ngày 18 tháng 4 năm 1956, đó cũng là ngày Hollywood chính thức mất đi một ngôi sao sáng chói. Grace Kelly buộc phải đưa ra quyết định đau lòng nhất trong cuộc đời, chính là từ bỏ tình yêu cháy bỏng đối với điện ảnh để tham gia vào một vai diễn quan trọng và phức tạp hơn nhiều trong cuộc đời mình, công nương của công quốc Monaco. Đám cưới diễn ra được truyền hình trực tiếp trên khắp châu Âu. Từ đây, xứ Monaco trước đó nhiều người không biết nằm ở góc nào của thế giới bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Hàng triệu du khách ghé đến đây mỗi năm nhờ vào tên tuổi của nàng công nương yêu kiều. Người ta tò mò đến nơi này là vì người phụ nữ kia chứ không phải vì chồng của bà hay bất kỳ lý do nào khác. Đám cưới hoàng gia hoành tráng trong lịch sử với thân thể đều đáng ngưỡng mộ của cả hai vợ chồng. Một cuộc sống như mơ đang vẽ ra trước mắt người phụ nữ trẻ, nhưng liệu mọi thứ có thực sự hào hoa như người ta vẫn tưởng? Cuộc sống lạnh lẽo trong lâu đài xa hoa. Khi đã trở thành phu nhân của một thân vương rồi, Grace không có quyền làm mọi điều theo ý muốn nữa. Khi gánh vác trên vai trách nhiệm của một quốc gia, Grace không còn được sống cuộc đời của chính bản thân mình nữa. Cô từng chia sẻ, khi trở thành tài tử minh tinh Hollywood, mặc dù là người của công chúng, nhưng bạn vẫn có quyền được là chính mình trong cuộc sống riêng. Còn tại đây, tại đất nước Monaco này, tôi không phải là Grace Kelly, tôi chỉ là vương phi mà thôi. Cuộc sống vợ chồng giữa thân vương phi Grace và thân vương Rainier bà hoàn toàn không có một cái kết có hậu mãi mãi về sau như trong truyền cổ tích. Sự sùng bái của hàng triệu người đối với Grace dần dấy lên trong lòng thân vương sự ganh tức, khó chịu. Bất kỳ bộ phim nào có Grace Kelly đóng đều bị ông hoàng Rainier bà cấm trình chiếu. Khi được mời đóng phim năm 1962, bà đã chủ động từ chối để giảm bớt áp lực từ người dân Monaco. Nhưng thái độ nhún nhường của Grace chẳng khiến chồng bà cảm thấy khá lên. Để giải tỏa sự bức bối trong lòng, thân vương luôn cố gắng mỉa mai, nhào báng vợ trước mặt đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, ông còn cố tình tham gia những bữa tiệc do thân vương phi tổ chức với thái độ khó chịu nhằm phá hỏng không khí. Bởi lẽ đó, Grace càng được người Monaco yêu quý, thân tượng bao nhiêu thì thân vương càng ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc với cô bấy nhiêu.
cái chết bi thảm nhưng lại là kết cục viên mãn. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1982, khi đang đưa cô con gái út về cung điện, hai mẹ con Grace Kelly đã bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Trong khi Stephanie bình an thì Grace Kelly lại bị thương rất nặng. Bà được đưa đến bệnh viện Monaco nhưng bà đã không bao giờ tỉnh lại được nữa. Giới chức Monaco kết luận đấy là tai nạn thương tâm do Grace lên cơn đột quỵ bất ngờ. Nhưng gia đình Grace Kelly lại một mực cho rằng sự ra đi của thân vương phi có quá nhiều điều mờ ám. Có người cho rằng Grace đã bị ám sát bởi những thế lực bất đồng về quyền lợi kinh tế và đường lối cai trị với ông hoàng Rainier III. Tuy nhiên cho đến tận ngày nay, những lời cáo buộc này vẫn mãi nằm trong bí mật. Sau sự qua đời đột ngột của vị thân vương phi, người ta mới thấy rõ đằng sau bộ mặt gia trưởng hay ghen tuông của hoàng Monaco là một tấm chân tình dành cho người vợ quá cố. Ông Rainier III không hề tái hôn mà sống một mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, ông còn yêu cầu được chôn cất cạnh vợ để có thể ở bên nhau mãi mãi. Không chỉ là một nữ diễn viên có thực lực, Grace Kelly còn trở thành nguồn cảm hứng mặt đẹp cho phụ nữ lúc bấy giờ. Dấu ấn của công nương để lại có thể kể đến chiếc túi Hermes Kelly lừng danh, bộ váy cưới thế kỷ được may từ 400 mét vải và rất nhiều khoảnh khắc thời trang không thể quên khác. Ít ai biết chiếc túi Hermes Kelly đình đám ban đầu chỉ là một thiết kế túi kích cỡ lớn với cái tên không mấy quen thuộc, Jacques Adebeches. Năm 1956, chiếc túi bắt đầu trở thành một hiện tượng sau khi hình ảnh Grace Kelly cầm túi trên tay được báo chí chụp lại. Mãi đến năm 1977, khi giới mô điệu gần như quên mất cái tên chính thức của thiết kế này, nhà mốt Hermes quyết định đổi tên thành Kelly Bag. Công nương Grace Kelly là một trong những nhân vật đầu tiên trên thế giới có mẫu thiết kế được đặt theo tên mình. Cho đến nay, bên cạnh túi Hermes Trinky, Hermes Kelly Bag vẫn là một trong những chiếc ít bag đình đám và được giới mô điệu săn đón nhất. Phong cách thời trang của Grace Kelly vẫn phà phất nét đặc trưng của quê hương xứ sở cờ hoa. Nếu để ý kỹ hơn, dù là công nương Monaco, nhưng phần lớn trang phục cô khoác trên người đến từ các nhà thiết kế Mỹ. Bên cạnh kiểu dáng thanh lịch phù hợp với các sự kiện hoàng gia, Grace Kelly vẫn thể hiện cá tính riêng bằng lựa chọn trang phục có phần phóng khoáng, quyến rũ. Cũng chính vì thế, những thiết kế được Grace Kelly lựa chọn luôn là niềm mơ ước của biết bao cô gái Mỹ. Từ chiếc mũ, găng tay, váy đến cả đôi vớ của cô mang cũng được nhiều tín đồ thời trang săn lùng. Có thể nói sức ảnh hưởng của công nương xứ Monaco tạo điều kiện phát triển cho các nhà thiết kế, thương hiệu may mặc tại Mỹ thế kỷ 20. Dù đã ra đi cách đây gần 40 năm, nhưng Grace Kelly vẫn được nhắc đến như một tượng đài nhan sắc và biểu tượng phong cách thanh lịch vượt thời gian.